Ơi, xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký ngay đây để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi lại có nội dung vô cùng bức xúc nữa các bạn. Vụ mà con trai mà cầm cái ghế mà dài thòn lọn á, đánh mẹ của mình mà mẹ già ở ngoài mà đâu ở ngoài Yên Bái nè. Đó, gây bức xúc, chắc chắn chiều giờ các bạn cũng đã từng xem video này ở trên Facebook rồi. Cụ thể nội dung thật sự của nó như thế nào sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Chính quyền xã Tân Hợp ở Yên Bái đã thông tin toàn bộ sự việc con trai cầm băng ghế dài phang vào đầu người mẹ già gây xôn xao dư luận. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh người con trai đánh mẹ bằng chiếc ghế dài ngay trước cửa nhà khiến dư luận bức xúc. Theo nội dung clip, người mẹ đang đứng trước cửa nhà thì người con trai từ trong nhà lao la cầm một chiếc ghế băng dài phang thẳng vào đầu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ngay sau khi đoạn clip này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vì bức xúc trước hành vi bạo lực của người con bất hiếu này và mong cơ quan công an sẽ sớm vào cuộc để xử lý cái đứa con mà bắt nhân bắt tính này các bạn. Và chiều ngày hôm nay ngày 26 tháng 4, trao đổi với phóng viên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp ở Văn Yên, Yên Bái cho biết người phụ nữ bị đánh trong clip là Hoàng Thị Say khoảng 60 tuổi. Người đàn ông cầm ghế đánh mẹ là Trần Văn Tam 44 tuổi là con ruột của bà Say. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 4 tại thôn 10 xã Tân Hợp. Sau những ngày đều qua mà mới vụ vừa rồi ở ngoài mà cái gì Thái Phú Yên á, thì là con lại chém cha vì tranh giành đất đai, thì bây giờ lại tới Yên Bái con lại đánh mẹ mà mâu thuẫn hình như mình nghe biết là vì nấu cơm chưa kịp chín hay sao nè. Theo lãnh đạo xã Tân Hợp, sáng ngày 25 tháng 4, anh Tam đang uống rượu tại nhà riêng thì mẹ ruột cầm gậy lên nhắc nhở. Thấy mẹ chửi mắng nhiều, vợ chồng anh Tam khuyên bảo mẹ về đi, nhưng bà Say không về, vẫn đứng ở cửa để mắng chửi. Đến chiều cùng ngày, bà Say tiếp tục đứng nép ở cửa nhà anh Tam để mắng con. Trong lúc ngà ngà say, anh Tam đã không kiềm chế và kiểm soát được bản thân, đã cầm ghế vụt vào người mẹ ruột của mình khiến bà cụ gục ngã ngay tại chỗ. Con trai bà Say đã uống rượu, anh này đang định đi ngủ nhưng bị mẹ mắng chửi suốt nên mới cáu và cầm ghế vụt vào trán của người mẹ như trong clip. Người mẹ chỉ bị sưng một chút ở trán chứ không bị thương nặng, vị lãnh đạo xã Tân Hợp đã nói như vậy. Ngoài ra, lãnh đạo xã này thông tin thêm, hiện tại con trai bà Say đã ra trụ sở Ủy ban Nhân dân để làm bản tường trình về sự việc trên. Anh Tam đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và hứa sẽ không tái phạm nữa. Và Ủy ban Nhân dân sẽ có phương pháp để giáo dục anh Tam. Trước đó, chính quyền xã đã nhiều lần hòa giải mâu thuẫn cho gia đình của bà Say rất nhiều lần rồi. Mà các bạn thấy không? Cũng rượu mà ra nữa. Vậy thôi, bỏ rượu đi. Chính quyền chỉ cần nói, thấy ông Tam này uống rượu ở đâu, phạt. Thế uống rượu phạt, phạt liếc thì tiền đâu mà uống rượu nữa thì bỏ rượu. Bỏ rượu thì làng xóm yên vui, gia đình hạnh phúc thôi. Chứ có gì đâu các bạn, đúng không? Nếu các bạn nói đúng, cho một like liền. Bởi còn hành động mà bắt hiếu này, mẹ cha mắng chửi mình chút có sao đâu, đẻ mình ra được thì không lẽ chửi mình không được mà ở đó cầm ghế đánh. Mong cơ quan chức năng sẽ có những người này mức án thích đáng nhất. Rồi, cảm ơn các bạn.